Dùng phương pháp gì để đoạn? Phương pháp tốt nhất là thân cận thiện tri thức, nghe kinh giáo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta suốt 49 năm, dụng ý chính là ở điểm này vậy. Trên hội Lăng Nghiêm, Bồ Tát Giáng Thụ lựa chọn căn tăng nói rất rõ ràng: thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm gian. Chúng sanh ở thế giới ta bà, sáu căn là nhĩ căn ngày bèn nhất, cho nên nghe kinh dễ dàng nhiếp tâm nhất. Hiện tại khoa học kỹ thuật cao này rất tốt, chúng ta nên lợi dụng nó. Có được điều này thuận tiện rất nhiều rồi. Cổ nhân khuyên dạy chúng ta: nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Quý vị đến đâu để tìm một vị thiện tri thức mỗi ngày đều giảng kinh cho quý vị 10 lần? Đó là điều không thể. Xưa này trong ngoài nước đều không tìm thấy. Ngày nay dùng đĩa CD là được rồi. Tôi dùng một đĩa CD một ngày nghe 10 lần, vị thiện tri thức này liền giảng cho quý vị 10 lần rồi. Mỗi ngày một đĩa CD, dung lượng của một đĩa CD là 1 tiếng đồng hồ. Quý vị nghe 10 lần, mỗi ngày đổi 1 lần, ngày ngày nghe 10 lần. Phương pháp tu học này, chúng tôi nhậm tính 3 năm, họ liền đắc tam muội. Nghe kinh vô lượng thọ là niệm Phật tam muội. Nghe được 7-8 năm như vậy thì khai ngộ thôi. Quý vị định thế giới Tây Phương Cực Lạc liền thành tựu rồi. Phàm phu một đời thành Phật. Ngoài pháp môn này ra thì phải đoạn phiền não. Điều này khó, thật sự khó, không phải là khó giả. Đây là gì? Chúng ta nghe kinh niệm Phật làm cho phiền não bị chế ngự, không để cho phiền não có cơ hội khởi tác dụng. Tôi mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ này sẽ không khởi phiền não. Sau khi nghe xong kinh lại đi niệm Phật 10 tiếng đồng hồ danh hiệu Phật, vậy cũng sẽ không khởi phiền não. Còn lại mấy tiếng đồng hồ quý vị nghỉ ngơi cho tôi. Quý vị mệt rồi, biện pháp tôi. Phật Bồ Tát có trí tuệ làm thiết kế này cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần y giáo phụng hành, chắc chắn hữu hiệu. Phàm phu trong tất cả các loại chủng tộc là thấp nhất cũng là đáng thương nhất, nhưng có cơ duyên có thể thành Phật.